Xin chào tất cả các bạn và các anh chị thân mến nha. Video này em sẽ cập nhật lại một cái kèo là tất cả các bạn có nên đầu tư vào vào công ty thứ năm chị. Thì có nhiều chị không yên tâm thì em làm một cái video này cho tất cả anh chị mà cứ yên tâm mà đầu tư vào công ty Cronos của Watford nghe anh chị. Đây công ty Cronos này đã có thành lập là từ ngày 16 năm 2020 nghe tất cả anh chị. Đã giấy phép vào đã đăng ký giấy phép cái đây 18 năm rồi anh chị. Hiện tại được công ty Watford mua lại nha các anh chị để phát triển. Người sáng lập ra Watford là ông chủ vì check Watford nha các anh chị. Thì ông Watford này đã có hiện tại đã mua 5 công ty và 5 công ty của Watford là gì? Công ty năng lượng khai thác vàng và công ty khai thác cát thải và công ty khai thác vàng nha tất cả các bạn. Và một công ty thứ năm là công ty Cronos là công ty nói về dược phẩm thực phẩm để bào chế thuốc cho con người nha tất cả các bạn. Hiện tại bốn công ty coi này thì mình thấy rất là uy tín nha các bạn, được trả cổ tức về hàng tuần tất cả các bạn. Công ty này lên khá cao nên là không có mua nha các bạn. Hiện tại giờ mình cũng đầu tư vào công ty thứ năm Cronos nha các bạn. Các bạn nào mà chưa đăng ký thì cứ yên tâm mà đăng ký vào mà chơi đi các bạn, tại vì trong ngành nghề tài chính không có ngành nghề nào mà không có rủi ro. Trong này có thông tin thì đầy đủ chi tiết nha các bạn. Một là có một cái giấy phép của công ty Cronos nè, hai thì có ông chủ tập đoàn Watford nè, ba thì bốn công ty coin này thành lập trả được trả cổ tức gì hàng tuần rất là ok nha tất cả các bạn. Vậy mình có thông báo với video mình đến đây cũng hết nha các bạn. Các bạn liên tải và liên đăng ký liên video hướng dẫn của đây toàn bộ với tất cả các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nhé. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, chúc các bạn thành công nhé.